Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay sẽ là một cái video nữa chia sẻ cho mọi người cách tự xem chính cái bàn tay của mình để có thể tiên đoán được giàu nghèo sau này ra sao, những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái gì mình nên khắc phục về tính cách và định hướng nghề nghiệp sau này như thế nào cho hợp với chính bổn mạng của mình để đỡ mất thời gian mà phải đi vòng vèo. Hôm nay có một bạn nữ sinh năm 1995 đặt lịch, thì mình thấy mẫu bàn tay này có nhiều cái dấu ấn để nói. Sau đây mình sẽ xin chia sẻ cho mọi người luôn. Ta đi vào vấn đề phân tích bàn tay này, thì mọi người hãy thử nhìn xem tổng quan của bàn tay này. Màu sắc da tay rất là khô, thô, ráp. Đây là bàn tay của nữ sinh năm 1995. Người phụ nữ nào mà có da tay khô và thô ráp thì sẽ báo hiệu là người lận đận trong chuyện tình cảm, sẽ đau khổ rất nhiều, chịu nhiều đắng cay. Và chủ nhân của mẫu bàn tay này cũng đã nói với mình là đã trải qua một vài cuộc tình rồi nhưng mà vẫn chả ra đâu vào đâu cả. Nhìn kỹ mẫu bàn tay này, ta còn thấy cái màu da tay khô, thô này nó còn có sự tác động thêm, đó là do làm việc, do làm những việc nặng, nặng nề, nặng nhọc. Vì thế da tay nó chai sần thêm, khô thêm. Kèm theo trên đầu đường sinh đạo có mấy cái đường chỉ nó hướng lên tới gò mộc tinh rồi dừng lại. Đây là mẫu người suốt ngày cắm đầu vào công việc, tham công tiếc việc quá, rồi có khi chả để ý gì đến bản thân nữa. Đấy, rồi đời sống hàng ngày bản thân cũng chả để ý, kể cả trong chuyện tình cảm nữa, thờ ơ trong chuyện tình cảm. Vì thế những cái duyên, những người bạn trai mà đến bên mình cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi chán, chứ không gắn bó được lâu dài. Đây là cũng do tính cách của bản thân và cũng đặc thù công việc của chủ nhân bàn tay này nữa. Khi mà chủ nhân của bàn tay này nếu mà theo dõi được cái video này thì hãy cố gắng thay đổi, tiết chế cái tính cách này của mình lại thì nó sẽ tốt hơn. Hãy dành nhiều thời gian cho chính bản thân mình hơn là suốt ngày chỉ có cắm đầu vào công việc. Quan trọng là phải biết cân bằng giữa mọi thứ lại thì sẽ là tốt hơn. Kèm theo đó, trên đường chỉ hôn nhân của bạn này, cái mình khoanh tròn đây này, nó có dấu hiệu rất là mờ và hướng xuống. Mình cũng đã chia sẻ ở rất nhiều video khác rồi. Người nào mà có đường chỉ hôn nhân cong và mờ sẽ báo hiệu là sẽ gặp đau khổ trong chuyện tình cảm. Trong lúc yêu đương trai gái thì sẽ gặp nhiều trục trặc, mâu thuẫn. Và sau này có kết hôn được thì chuyện vợ chồng rất dễ phải là phân ly, rất là xấu. Rất nhiều yếu tố tạo ra cái đường tình duyên xấu trên mẫu bàn tay này. Da tay khô này, thô này, cái đường chỉ hôn nhân này cong xuống này. Đấy, suốt ngày cắm đầu vào công việc thôi. Bạn chủ nhân của bàn tay này cố gắng hãy khắc phục lại, tiết chế lại thì sẽ là tốt hơn. Tiếp theo, mọi người có thể quan sát mấy cái ngón tay trên bàn tay này. Các ngón tay thì ngón áp út này, ngón giữa này, là hai cái ngón tay có dấu hiệu là cong queo, không có thẳng hàng, rất là cong, méo, lệch. Nhất là ngón áp út sẽ chủ về trong chuyện hôn nhân, tình cảm. Ngón này mà cong queo sẽ chủ về là đau khổ vì đường hôn nhân trắc trở. Và đa phần những người mà có các ngón tay cong queo thì sẽ là người số khổ. Dù sau này có giàu có đi được chăng nữa thì cũng luôn luôn phải làm nô lệ cho đồng tiền. Và ta sẽ tìm hiểu về tuổi thơ ấu của chủ nhân bàn tay này nhé. Muốn biết được cái thời thơ ấu của chủ nhân bàn tay này ra sao thì ta phải xét vào đầu đường sinh đạo và trí đạo. Mọi người có thể thấy rõ đầu đường sinh đạo, trí đạo của chủ nhân bàn tay này có rất nhiều vết cắt, cắt ngang, cắt dọc. Đấy. Thì đây là dấu hiệu nói lên thời thơ ấu của người phụ nữ này rất là vất vả. Sống trong một cái gia đình đấy, thiếu thốn, nghèo khó, vất vả, kinh tế không được tốt. Đấy. Hoặc chuyện cha mẹ của chủ nhân bàn tay này sẽ gặp nhiều trục trặc, sẽ hay cãi vã, hay lục đục trong gia đạo. Chạy được một quãng trên đường sinh đạo này thì xuất hiện hai cái đường chỉ hướng lên rất là rõ rệt. Thì đây là cái khoảng thời gian tầm 30 tuổi, đấy, trên dưới 30 tuổi là khoảng thời gian người này sẽ làm được tiền nhiều nhất, là thời vận làm ăn của người này tới, tích lũy được tiền bạc, tài sản cũng khá khá,
Bởi vì mấy cái đường chỉ hướng lên tài đạo này nó rất là thẳng, đậm và rõ nét và rất là đẹp. Và chạy theo một quãng nữa thì ta cũng thấy rất nhiều đường chỉ tài đạo hướng lên. Đấy, có hai đường chỉ. Thì đây cũng là dấu hiệu khoảng thời gian đó người này sẽ làm được tiền, tiền vào nhiều. Mốc thời gian này nó khoảng từ năm 40-45 tuổi. Đấy. Và nhìn kỹ trên đường chỉ sinh đạo thì đường chỉ sinh đạo rất là đậm. Và tuyệt nhiên rất hiếm có đường chỉ hướng xuống. Nếu có thì cũng rất là mờ. Và đường chỉ tài đạo hướng lên là chiếm đa số. Thì ta có thể khẳng định rằng chủ nhân của mẫu bàn tay này có thể giữ được tiền, tính cách tiết kiệm, tiêu xài đúng mức, chứ không phải là người có tính hoang phí. Và kèm theo đó, chạy theo đường chỉ sinh đạo chính là một đường chỉ sinh đạo đôi. Đường chỉ sinh đạo đôi này cũng khá là đậm, rõ nét. Người nào sở hữu đường chỉ sinh đạo đôi, nó như là một cái lá bùa hộ mạng cho chủ nhân của mẫu bàn tay đó. Dù có gặp tai nạn thập tử nhất sinh cỡ nào cũng đều được thoát hết trong gang tấc. Dù có đau ốm bệnh tật như thế nào cũng được qua khỏi một cách nhanh chóng. Và tuổi thọ ít nhất của những người có sở hữu sinh đạo đôi thì sẽ phải ngoài 65 tuổi. Đây là cái kinh nghiệm bản thân của mình khi xem tay cho những cái vị khách hàng đến tại văn phòng của mình. Và cái lần gần nhất đây thì có một cái chú cựu chiến binh, năm nay chú cũng gần 80 tuổi rồi. Chú cũng sở hữu đường chỉ sinh đạo đôi rất đậm như chủ nhân của mẫu bàn tay này đây. Chú đã nói là cũng đã bao nhiêu lần xông pha vào chiến trường, rồi bị mấy lần bom, nó mảnh bom đạn nó văng vào bụng, văng vào đầu, trải qua nhiều lần phẫu thuật ở chiến trường, nhưng rồi bây giờ vẫn còn sống, vẫn còn rất là khỏe và vẫn gọi là vẫn đang làm việc được, mà mặc dù năm nay cũng tuổi rất là cao. Thì đấy sẽ là cái giá trị của người sở hữu đường chỉ sinh đạo đôi nằm trên lòng bàn tay. Nếu người nào có đường chỉ sinh đạo đôi vừa đẹp lại kèm theo cung tử tức tươi sáng nữa thì chắc chắn là hậu vận sẽ được nhờ về con cái. Con cái sẽ rất là thành danh và thành đạt, và mình sẽ được nhờ về chúng nó. Và ta cũng không thể bỏ qua đường chỉ trí đạo. Đường chỉ trí đạo của người này rất đậm, rất đậm và thẳng, thể hiện là người tính cách thẳng thắn, thẳng tính, không thích vòng vo và không ưa nịnh hót. Đường chỉ trí đạo này được đánh giá đường chỉ khá dài. Đấy. Nó kết thúc ở giữa gò thái âm rồi dừng lại. Đây là một đường chỉ đạo rất tốt. Kèm theo đó lại xuất hiện vân mắt phượng ở trên ngón cái. Thì đây báo hiệu là người có khả năng làm về kinh doanh, buôn bán, có lộc kinh doanh. Nếu sau này hướng theo con đường kinh doanh buôn bán sẽ gặp được nhiều thuận lợi, may mắn. Bởi vì vân mắt phượng nó sẽ báo hiệu là người có trực giác tốt, rất là nhạy bén, nghi ngờ đâu thì chúng đó, và có khiếu về kinh doanh. Kèm theo đường chỉ đạo dài là người có tài quản lý, lãnh đạo thì sẽ thành công trên con đường kinh doanh buôn bán, sẽ gặt hái được nhiều thuận lợi. Nhưng tuy chỉ có là cái gò mộc tinh nó hơi thấp, gò mộc tinh hơi thấp thì nó sẽ chủ về người hay nhút nhát, chưa có mạnh dạn. Có nghĩa là chủ nhân bàn tay này thích kinh doanh đấy, thích buôn bán đấy, có ý tưởng đấy, rất là táo bạo đấy, và cũng có khả năng quản lý đấy, có trí tuệ đấy, có cách nhìn xa đấy, nhưng tới khi bắt tay làm thì hay run sợ, sợ thất bại, sợ làm không được, tính cách thì hay rụt rè, thiếu máu liều. Nếu mà trên bàn tay này cái gò mộc tinh mà nổi cao nữa thì thực sự là quá hoàn hảo luôn. Vì thế chủ nhân của mẫu bàn tay này phải mạnh mẽ nữa lên thì sau này cuộc đời mới thành công được. Tài năng có rồi đấy, thiên thời, địa lợi, mọi thứ đã đầy đủ rồi. Chỉ cần đó là về nhân thôi, chính bản thân mình thôi, thay đổi một xíu nữa, mạnh mẽ xíu nữa thì sẽ đạt được cái sự thành công. Và ta sẽ đi phân tích đường chỉ tâm đạo. Đường chỉ tâm đạo của người này không quá dài, nó ở cái mức gọi là trung bình. Cái mốc là kết thúc là ở dưới ngón tay giữa rồi dừng lại. Nhưng đường chỉ tâm đạo này khá đậm và rõ, sẽ là người nặng tình, sống luôn luôn nghĩ cho người khác, hy sinh vì người khác vậy. Vì thế cuộc đời hay chịu nhiều thua thiệt đắng cay.
Và kèm theo đó là có một đường chỉ định mạng hay đường chỉ số phận xuất phát từ Gò Thái Âm, rồi kết thúc ở trên đường chỉ tâm đạo rồi dừng lại. Đây là mẫu người nặng gánh gia đình, lo toan rất nhiều, sống hy sinh vì gia đình, hy sinh vì người khác. Dù sau này có đi kết hôn, lấy chồng, về nhà chồng đi chăng nữa, nhưng mà vẫn mang nhiều cái trọng trách từ bên gia đình nhà mẹ đẻ, vẫn phải lo cho cha, cho mẹ, cho anh, cho chị, cho em, dù hết đời vẫn phải lo. Nói chung là luôn luôn phải lo nghĩ vậy đấy. Người nào mà có đường chỉ số phận nó kết thúc ở ngay đường chỉ tâm đạo sẽ là người nặng gánh gia đình. Và những người mà nặng gánh gia đình ấy, số đông đấy, thì sẽ sở hữu nốt ruồi nằm trên vai, nốt ruồi rất lớn, bự làm trên vai hoặc là trên phía lưng. Và chúng ta quan sát kỹ lại thêm một lần nữa thì có thể thấy là trên tay này vài chỗ thì xuất hiện gân xanh nổi lên. Đây là dấu hiệu liên quan về đến sức khỏe, bệnh tật. Những người nào mà xuất hiện gân xanh ở trong lòng bàn tay, càng xanh càng xám, càng nổi rõ thì sẽ báo hiệu là người dễ mắc các bệnh về tim mạch. Tim sẽ hay bị hồi hộp, hay bị nhói tim, hồi hộp, nhất là các bệnh về tim mạch này, các bệnh về máu huyết này, các bệnh về huyết áp. Mình dám khẳng định 100% người nào sở hữu gân xanh trong lòng bàn tay đều là có tiền sử hay là có dấu hiệu của những cái căn bệnh liên quan đến tim mạch, máu huyết. Mình đã xác nhận ở rất nhiều mẫu bàn tay khác rồi. Và trên gò kim tinh của người này xuất hiện rất nhiều đường chỉ gạch ngang, gạch dọc, gạch chéo rất nhiều. Người nào trên gò kim tinh xuất hiện càng nhiều đường gạch bao nhiêu thì sẽ báo hiệu là cuộc đời người đó không được êm đềm bấy nhiêu, rất nhiều trông gai. Còn người nào mà trên gò kim tinh ít vết cắt, sáng, bóng, nổi cao sẽ là người gọi là cuộc sống sau này khá là an nhàn, sẽ chọn được một cái công việc rất là nhẹ nhàng, không quá phải tốn sức, không quá phải lao tâm khổ tứ. Còn mẫu bàn tay này xuất hiện khá nhiều vết cắt trên gò kim tinh sẽ báo hiệu là người sẽ phải quần quật suốt ngày, cắm đầu vào công việc, lao động một cách miệt mài, vất vả thì mới kiếm được đồng tiền, chứ không phải là kiếm được một cái công việc mà nó nhàn nhã đâu. Thì đấy là những cái dấu hiệu vết cắt ngang cắt dọc trên gò kim tinh. Ta tổng luận lại một lần nữa, mẫu bàn tay này là người lận đận trong đường tình cảm, sẽ không hạnh phúc trong chuyện tình yêu đôi lứa mà đau khổ rất nhiều, kèm theo nặng gánh gia đình. Nhưng về cung tiền bạc thì sẽ làm được ra nhờ cái sự chịu khó, tham làm và kiên trì trong công việc. Mẫu bàn tay này sẽ gặt hái rất tốt trên cái phương diện là công danh, tài sản, của cải sau này và tuổi thọ nữa. Nhưng mà ông trời thì không cho ai tất cả cái gì bao giờ cả, sẽ lấy đi chủ nhân của mẫu bàn tay này là cái đường tình duyên, tình cảm. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Bạn nào thấy video này thật hay, hữu ích, hãy nhấn cho mình một nút đăng ký để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.